hoang mang vãi nhỉ. Ra biển mà lại là bảo lo không có chỗ lưng mực thì nó chuyện đeo nhỉ. Anh ơi, hôm nay đi quất luôn anh ạ. Vâng, hôm nay Hà Nội buồn quá, chả anh em nào rủ bia cả, hôm nay đi quất luôn. Kiếm một cuôn gẹm trước kiếm con gì. Anh xem đây có nhiều cua, nhiều gã không? Biển quất luôn anh em nhé, đục không chịu được, có cả bèo Tây luôn. Anh em về là mỗi người mang khoảng cân cát về. Sóng này to dã man luôn. Đây, ba biển quất Lâm Tự mệnh danh là nước đục vô bờ. Bà con vẫn vật vờ tắm biển. Cơm chưa vậy? Quất Lâm Tự sóng mới to đục lắm. Ờ anh gọi lại cho Đại rồi nhé. Chín giờ về nhà, đang ở quất Lân Tự, đang có... bây giờ bắt đầu men túi. À. Con trâu sắt vẫn đang an cư ở đây. Còn hai chuyên gia thì vẫn đang chờ ghẹ lướng. Lô đà dê. Ai gọi em? Không để ý đâu. À, anh em phát cho bà con xem ai đây, ai đây. Alo, alo. Alo. Quay trực tiếp đi, nó đang quay trực tiếp đây. Trực tiếp nhưng mà màn hình trước. Quay đi, Sương đâu? Từ ảnh rồi. Từ ảnh à, từ ảnh từ từ đã đang phát quất Lâm Tự cho bà con xem này. Mấy khi đi quất Lâm Tự. Biển nước đục như ao tù, nhưng bà con rất vui vẻ. Vầy đạp đấm với sóng. Đúng là chưa vào được ra biển. Quất Lâm Tự anh em nha. Chào bà con này, đây lái xe lái trông sắt. Đúng. Hả? Anh em Facebook không? Đây là nước lọc Coca. Anh em vũ Coca Nam Định. Ừ. Ờ
chào anh em nhé, để vào việc ạ.